Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay là một cái bộ ghép rất là hay, rất là tuyệt vời. Trong đó có cặp loa RSL, một thương hiệu đến từ Mỹ anh em nhé. Cặp loa là đối trọng của JBL, đó là tôi có thể khẳng định như vậy. Và rất nhiều người chơi và rất nhiều người anh em cùng bạn cũng đã nói tới vấn đề này. Bên cạnh đó thì Khôi test với cái con Fisher mà cách đây 2 ngày Khôi lên sóng á, nhưng lúc đó là do là nhà đang có việc nên là không test được nhạc à, thì hôm nay là Khôi test. Và anh em nào mà đang quan tâm để ý tới con âm ly á thì hôm nay cùng nghe thử nha. Thì đây là cặp loa RSL dòng Studio Monitor, model của nó là 3600, một trong những cái cặp loa rất là nổi tiếng cũng như là rất là bình dân luôn. Giá rất là rẻ này nha, chỉ hơn chục triệu nha, nhưng mà nó chất âm và nói chung là bỏ xa với JBL các cái cùng tầm giá nha. Nói vậy nói ra model thì nhiều khi đụng chạm, nhưng mà thật sự là nó rất là tuyệt vời. Đây này, thùng gỗ làng ha, vận chuyển nó có xíu bên này vấn đề gì. Thùng gỗ làng mà cái gỗ nó là giống như cái vân sư gỗ sò vậy nha, nó nổi lên rất là đẹp, có cái vân đường nó cũng rất là đẹp. Thì cái cặp này này nó không nhớ không nhầm là 4 mặt đó này, à 3 mặt đều gỗ này, 3 mặt đều gỗ đó. Nó có cái đời màu đen, nó có nhiều đời này, nhưng mà cái đời màu gỗ này thì chắc chắn rồi nó sẽ là đời được ăn khách nhất, được chú trọng nhất. Thì nó cái bát màu trắng đây, thì cặp này nó nằm hàng bãi đó, để trên bãi nó bụi bẩn các thứ, nó có dơ nha, có dơ mình nói rõ như vậy. Chứ không một cái anh em này bắt lỗi khi nhìn hàng. Dưới này nó có hai cái cốt silver chỉnh mid với chỉnh chép này, rất là tuyệt vời luôn. Chỉnh mid và chỉnh chép này, nó là mid giấy, cái mid này nó hoàn toàn giống với JBL này, nó gân vải nha, gân vải đâu rồi. Chép đom thì nó nghe nó tiếng nó mềm mại, nó bén tai. Còn đây là cái bát đó nè, bát giấy này, y chang như JBL vậy đó, nó giống với L100 anh em nha. Thì nó là gân vải xếp, nó anh em lưu ý là 4 xếp, 1, 2, 3, 4 này ha. Bát đánh rất là tuyệt vời luôn. Anh em nghe thử rồi. Trung âm thì không phải nói rồi. Tí nữa Khôi sẽ đánh một bản nhạc bolero trường bộ ha, đây anh em cùng xem, rất là tuyệt vời luôn ha. Còn cái tem còn thậm chí chưa gỡ luôn anh em, gỡ luôn nha, để anh em thắc mắc. Cái tem này là bên chỗ vận chuyển anh em, chỗ vận chuyển họ đánh dấu cặp á, cái 82 này anh em để ý này. Tí nữa bên kia nó cũng là 82. Cái này phải bôi cà na vào, bôi bát vào thì nó mềm ra ha. Rồi thì đó, anh em cùng xem, rất là đẹp, rất tuyệt vời. Quay phía sau luôn, đây phía sau này, phía sau là nó có một cái cột chì và hai cái cột loa, cột bắp chuối này đấy, hoặc là mình mở ra cũng được, nhưng mà nó bị rớt cái nấm nhựa ngoài này nha. Thì hiện tại Khôi không có, nếu như hoặc là Khôi tìm được có thì gắn vào cho đẹp, nhưng mà phía sau thì chẳng có ai quan tâm. Lưới của nó anh em nha, lưới nó bao tròn. Khi lắp vào này, anh em cùng xem thử này. Đó, khi anh em lắp vào là nó là như thế này ha, lọt phía trong vô. Đó, thì nhiều anh em chơi thì cũng cái lưới cũng quan trọng, họ tháo ra họ bỏ hết ha, và chắc còn chẳng có lắp vào làm chi ha. Rồi, nhưng mà Khôi bán thì Khôi bảo đầy đủ cho anh em xem. Đó, cọc loa đầy đủ ha. Mặt sau này là màu đen nha. Rồi ok, thì với những cái Khôi bán tổng hợp những cái nhận xét trên các diễn đàn cũng như là người chơi phản ánh á, thì cặp này rất là hay, tầm tiền này đánh bại JBL ngay câu hát đầu tiên đấy. Còn nói với loa Nhật thì thôi, mình không có so, tại vì loa Nhật thì nó không cùng đẳng cấp nha. Rồi đó, bây giờ anh em cùng nghe thử đã, rồi mà thấy hợp thì mình sẽ xem vào cái phần giá của clip.
Còn mà nếu như mà không thích đó, thì thôi bỏ qua nhé, cùng vui vẻ hơn. Thì hoặc là em thấy giá của Lê Khôi bán cao quá thì ok, mình tìm chỗ nào nó hợp lý hơn, nó vừa phải thì mình nhập, mình mua ha. Tại vì nó cũng biết đó, mọi người nhập một nơi, người thì nhập hàng bãi, người hàng nhập hàng bờ, người thì nhập hàng qua tay rồi, thì nó sẽ có mức giá khác nhau nha. Nhưng mà đó là cái sự lựa chọn của mọi người, nên là em thấy chỗ nào hợp thì mình mua chơi, còn không được thì cũng hoan hỷ bỏ qua nha. Tại vì nhiều người comment những cái lời rất là khó nghe, thì mong là tất cả sẽ không có làm vậy. Thôi sẽ tắt chiếc âm, anh em cùng nghe thử. Anh mới đôi mươi trẻ nhặt. Dài buồn thương.
Rồi, đã test thử Bolero này, rất là hay luôn. Nói chung là cặp này thì không cần phải test mà anh em cũng có thể là nghe được nhiều trên các cái YouTube mà nhiều anh em cũng đã từng bán. Thì về cái mức giá này, những cái năm trước, những cái lúc mà hot hoặc là thị trường tốt thì cặp này nó phải rơi vào 16 triệu rưỡi, 16 triệu này. Nhưng mà năm nay kinh tế nó khó khăn này, nó xuống rất là nhiều luôn, rẻ hơn nhiều nhé. Nên là Khôi cũng rất là muốn là giữ cái giá để cho những anh em nào mà lợi nhập cao á thì họ vẫn còn bán được. Còn mình nhập được thấp thì mình bán giá tốt, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho khách nào mà thật sự có nhu cầu á, nhấc máy lên alo giao dịch. Nếu như mà đang tìm kiếm cặp này, đã tham khảo qua các cái giá và cái thông số nhé, thì Khôi sẽ bán giá tốt nhất cho anh em chơi, giá trên 10 triệu nha. Rồi, đó là thằng chân tình luôn, nói chân tình luôn, chứ không có xạo gì đâu. Anh em cứ mình dạy alo dưới 15 triệu chứ không có trên 15 triệu nha. Rồi, nói vậy để anh em yên tâm. Kinh tế mà trên dưới 15 triệu là ok, cứ bục thôi nha. Rồi, loa thì trước giờ không bao ship, tôi cũng nói rõ. Cặp này ship đi bưu điện hoặc từ nhà xe thì đóng hai kiện đảm bảo để an toàn. Anh em tin tưởng nhau thì chuyển khoản luôn chỉ một lần cho tiền, khỏi phải chờ thu hộ. Còn nếu mà ngày thì cứ cọc trước cho Khôi 30%, phần còn lại thì cứ giao hàng bù đi thu hộ nhé. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.